Tính đến chiều ngày 16 tháng 10 giờ địa phương, số người thiệt mạng vì siêu bão Hagibis đã tăng lên tới con số 68 và ít nhất 15 người khác vẫn bị mất tích. Cơn bão mạnh nhất tiến công Nhật Bản trong nhiều thập kỷ đã gây ra tình trạng lở đất, lũ lụt ở nhiều khu vực khiến gần 10.000 ngôi nhà dẫn chìm trong nước lũ, một số nơi bị cô lập hoàn toàn. May mắn thay vì đã có những dự đoán từ trước nên những thiệt hại do cơn siêu bão này gây ra đã phần nào được giảm thiểu. Sau cơn bão, bên cạnh những hình ảnh khó quên về cảnh tượng tang quan, thì nhiều người còn truyền tay nhau một câu chuyện cảm động của gia đình hai bố con nọ. Cụ thể trên trang mạng làng hội Twitter, đồng đội mạng đã chia sẻ lại câu chuyện cảm động của gia đình ông bố đơn thân và cậu con trai nhỏ. Cụ thể, khi được chính quyền yêu cầu phải sơ tán khẩn cấp vì con bão đang gần đến, người cha đã nói với đứa con trai 10 tuổi của mình rằng, bây giờ chúng ta phải đi ra căn nhà này, và con chỉ được mang theo một thứ quan trọng và quý lạnh nhất, con hãy chuẩn bị và mang nó đi theo nhé. Trong đầu người bố lúc này đinh ninh rằng cậu con trai sẽ dội lấy những món đồ chơi yêu thích vừa mua tuần trước hay con gấu bông ôm ấp hàng đêm. Tuy nhiên, câu trả lời của cậu bé khiến nhiều người phải bất ngờ và cảm động. Nghe bố hỏi câu hỏi đó, cậu bé ôm chầm lấy chân bố và nhìn thẳng vào đôi mắt bố trả lời rằng, đối với con, thứ quan trọng nhất chính là bố. Mẹ đã mất rồi thì con chỉ còn bố là quan trọng nhất thôi. Câu nói tuy gọn gàng nhưng đã chạm đến trái tim của người bố đơn thân, mẹ con nghe được câu nói này chắc chắn sẽ vui lắm. Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, cư dân mạng đã hối hả truyền tay nhau, ai cũng cho rằng câu chuyện này đã phần nào xoa dịu nỗi đau do cơn siêu bão này gây ra. Thực sự một cơn bão khác đã quét qua trái tim tôi rất cảm động và đã rơi nước mắt, người chơi nợ. Tờ cho biết. Chẳng cần gì nhiều nữa, ông bố chỉ cần đứa con này thôi, người chơi phường giờ cho hay. Thật đáng trân trọng, chắc chắn bà xã anh ở trên thiên đường cũng đang mỉm cười vì cách anh dạy cho con cái, người chơi gờ. A chia sẻ. Qua câu chuyện này, chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra một điều rằng gia đình là nơi cuộc sống khai mạc và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là món tiến thưởng hoàn hảo nhất, là điểm tựa vững chắc nhất, là bến đỗ an toàn nhất đối với mỗi con người. Thật hoàn hảo nếu người chơi có một mái ấm gia đình mà nơi đó ngập tràn tình yêu thương.